mà cứ ôm cái điện thoại hoài, giục luôn đôi mắt của anh luôn đi. Không phải, còn chút xíu nữa. Chút xíu à? Quay qua đây. Quay qua đây. Ôi dạ. Em đang nói chuyện với anh nghe chưa? Hả? Chút xíu đó đi. Chút xíu cái gì bây giờ, anh có bỏ điện thoại xuống anh nghe em nói không? Chưa hết đâu ha. Trời ơi, em quá tức luôn á. Em quá tức luôn á Hoàng. Tức cái gì? Trời ơi, em bình tĩnh đi, đâu có chuyện gì xảy ra. Anh thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được mà. Giải quyết cái gì? Anh nghe. Anh có nghe em nói không vậy? Nghe. Nghe sao? Nghe hết rồi. Ô, hôm nay em đẹp quá. Em dễ thương quá. Đẹp rồi dễ thương nè. Em nói cho anh biết nha, em là nãy giờ là em không nói một cái gì hết trơn hết trọi á. Em nói, anh có nghe không? Được rồi. Em nói ít thì anh phải hiểu nhiều chứ. Em không nói một cái gì hết mà anh cứ mà ngồi đơ ra đó. Anh nhìn chưa đâu nhè, còn nữa ha. Đi làm về, em nói hoài, đây giấy tờ. Giấy tờ hồ sơ nè, quăng chỗ này một nơi, quăng chỗ kia một ngã, rồi sáng dậy á trễ giờ trễ giấc không kịp, chụp chỗ này chụp chỗ nọ chụp lộn, em quá mệt luôn rồi đó Hoàng ơi, em quá mệt luôn rồi Hoàng ơi. Ủa bữa nay biết mẹ qua mà sao nhà vắng que vậy nè? Qua đây ăn đỡ tụi con đi, nhà giờ còn không một hai ba người, nó hết hiếu động như ngày xưa rồi. Bà biết sao không? Ba con không hiểu sao về quê mà về sao kiểu như là hộp không khí ở dưới á, khoái quá, giờ năn nỉ cỡ nào cũng không chịu lên thành phố ở. Má con ghét quá bắt về quê kêu ba con lên đây. Chồng ăn gì vậy? Tàu hủ. Đúng ta rồi. Phải chấm vô nước tương chứ ai đi chấm nước mắm, ăn uống gì kỳ cục vậy? Anh sặc được hay ha. Anh có nói gì đâu. Thảo đi mẹ đi, lẹ mẹ lẹ lên để cho nó ăn đi. Ủa anh hai. Là cái đại nữ hả? Trời ơi, ông anh hai tôi ông trưởng thành ghê. Trời ơi, có vợ ngồi đây không dám làm gì hết trơn á. Ngồi xếp re. Vợ vừa đi cái. Ủa? Cái này người ta nói là sợ vợ đó nha. Vợ gì cái đó là tôn trọng. Ôi, tôn trọng mà vậy đó hả? Nhưng mà anh mệt thiệt mày ơi. Mày thấy không? Chị mày vừa đi một cái. Tao nói không? Mày thấy không? Giống như anh được tự do. Anh không bị ai quản thúc hết. Hiểu không? Thôi đi anh ơi. Cái đó người ta gọi là có phước đó anh. Lấy một người vợ mà chăm lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ. Nó sẽ hưởng của anh đó. Hưởng cái gì? Anh nói thiệt mày em. Lúc quen với bả xong lúc cưới bả ngay từ ngày đầu tiên, đâu có thấy bà bị gì đâu. Tự nhiên dạo này biết bị cái gì cứ càm ràm nhăn nhó hoài. Cái này em đồng ý với anh nha. Có nhiều chuyện chị hai chị cứ nói đi nói lại hoài luôn. Đó, nhiều khi nhai đi nhai lại mà đúng có một cái nội dung mà. Mỗi mấy bữa mà ngồi ăn với chị á, anh cảm giác cái bữa ăn nó dài, dài như cái hơi em vừa nói luôn vậy đó.
dài quá. Thì mày bữa nào mà chị hai mình đi công tác theo tao nói thì đó là cuộc đời anh giống như là bị cứu rỗi, được cứu rỗi á, hiểu không? Giờ muốn ăn nữa cũng ăn. Thôi buồn gì rồi đó, ăn thêm đi cho có sức khỏe chứ. Thôi nó quá nổi đi. Khổ ghê không? Giờ có vợ cũng không vui. Làm cho em hết muốn lấy vợ luôn á. Thiệt chán ghê. Lấy vợ khổ lắm em ơi. Em á là chỉ gặp chị ngay trong cái bữa ăn này thôi, em thấy không? Ngay cái bữa ăn này là em cảm thấy không thoải mái. Còn anh nè, đầu ấp tay gối ngay nè cũng rồi chua vô mùng, vô mùng, vô mền, bả cũng càm ràm. Rồi đến lúc đi làm buổi sáng, làm đồ cho con hay là bất cứ chuyện gì bả cứ ràm ràm rồi bả còn xử lương anh nữa chứ. Em sẽ dắt anh đi quán cà phê của bà Tám. Anh em sẽ thay đổi không khí, làm lại cuộc đời anh ơi. Vậy đi, đi ghét bả. Mày đừng quán nữa, giờ đi quán nhà ăn. Muốn chấm nước tương, chấm nước mắt chịu được. Em bao. Đi. Mẹ, chồng con thì con có quyền góp ý, đâu có gì đâu mà mẹ lo lắng. Trời ơi con ơi, đành rằng mình là vợ là phải góp ý chồng. Nhưng mà khi nào góp ý là có hai vợ chồng, con muốn nói gì con nói. Chứ bây giờ trước mặt có mẹ nè, rồi có em chồng nè, con nói vậy rồi nó buồn, nó tự ái, nó cũng có sĩ diện vậy. Nó là anh cả trong gia đình mà. Với lại mẹ nói con nghe, người ta nói là à, trời đánh đánh bữa ăn, cho nó ăn cái bữa cơm cho nó trọn vẹn đi. Lèm bèm hoài rồi sao nó chịu nổi hả Hảo? Mẹ ơi, không có lửa sao có khói. Trời. Nếu như mà chồng con không phạm lỗi thì con đâu có càm ràm. Con cứ lèm bèm càm ràm đó hoài. Thì khi chồng con nó ra ngoài đường nó gặp một người, nhưng mà ta nó năng nhỏ nhẹ, người ta biết cách chiều chuộng, chồng con sẽ bị ngã gục liệt, mất chồng như chơi. Mẹ coi thường con gái mẹ. Cô à, chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng coi thường.